con nữa đéo đâu. Nên cây của người ta rồi, nói ra nó mang tiếng. Giống như trường hợp của các ông cũng thế. Các ông mua cây của tôi xong rồi người khác hỏi, tự nhiên tôi nói giá thì các ông về bán cho ai? Cho nên cái nào mà mình bảo là mình bán rồi, hoặc giá kiểu mình cũng đăng, gọi là mình xin phép rồi đấy. Chứ ít khi mình dám nói nhiều lắm. Cứ giá lọ giá kia, cây tôi vĩ đại lắm, to thế này cơ mà, rẻ thế, có dám đâu. Biết là cây tôi như thế, mua được thì mua, không mua thôi. Nó cũng xong rồi, để cho các chú ấy xếp xong rồi để đi tìm cái nô mấy trăm cây để cho mấy cái bạn hôm qua. Thật, phải khéo léo, tại vì những cái này tôi bán rồi, cho nên là không phải cây của mình. Mình cũng không còn nữa. Nếu tìm cái cỡ như thế này khéo phải phẹt các bạn 300. Các bạn kia xong hôm qua cũng mắng, bảo còn cái lịt, vừa gọi điện làm gì còn. Như kiểu mình câu like ấy. Lúc tôi bán thì ông ấy có mua đéo đâu, có chuyển cọc đâu. Bạn này bạn ấy mua của mình rồi thì nó dễ. Ông này còn ngày mai, ngày kia em xuống em xem thì còn cái lịt thật. Giá thì nói chung nó có phải nó cứ như thế này, 250 được như thế này để tôi bán đâu. Không thì tôi đã đăng 7-8 cây làm gì, tôi đăng mẹ 1000 cây, có 1000 cây. Giá mỗi nhà giá. Ở đây nó cũng hơi lung tung. Nhà thì đòi 300, nhà 350, như cái cỡ này kéo 450. Đấy là nói bé thôi, không dám nói to. Tặng 3 cây, 7-8 cây tặng 3 cây, tính tiền 75 cây nhân 250. Bán gửi cọc 10 triệu rồi. Còn bao nhiêu là lái xe thu lốt. Chứ tôi chỉ cần là có tiền cọc để nó chắc chắn cho hai bên đều có trách nhiệm thôi. Tức là tôi có tiền thì tôi giữ cây. Cái thứ hai nữa là khách có tiền thì là cây đến thì khách không thuê bao quý khách vừa gọi. Đéo thấy nơi cái gì, đèo thấy nơi mẹ gì, còn gì làm ăn thì cái gì. Cây này bé này là một trong ba cây tặng. Đây là đi đếm hố đây này. À bây giờ mới đến giai đoạn của mình này, đi kiểm cho có đúng rồi. 7 cây. Và hôm qua như kiểu là chỗ này cho thấy thiếu hay sao, chỉ có 50 mấy cây. Nhưng mà chắc là đúng đủ. Bây giờ đúng đủ từng hố. Ông cũng phải kiểm để có gì thì nên đấy, mà có ấy thì là đây có tôi ở đây rồi thì là chốt sổ của hai bên là cân đối. Không cháu mà không đếm rồi thành ra là tự nhiên lại thôi rồi. Rồi lại mệt, khách nhận này bảo là chỉ sao chỉ có 72-73 cây. Và cô thì bảo là ở đấy tao có 75 cây, thế thì giải quyết điều gì? Mình cũng phải xác thực thông tin. Đấy. Nói chung là như cái cỡ này thì phải chiều nay tôi mới báo được.
Thế bạn kia bạn ấy hỏi là anh ơi nếu 100 cây này về Thanh Hóa bao nhiêu tiền anh? Thì thực ra là tôi phải nói thật cho các bạn là cái giá cước thì khi mà chưa biết là mọi người có cây hay không thì chưa báo giá cước. Cước thì tí nữa gọi cho bạn kia thì một cái cây, một cái xe như này để tí nữa xem có xếp hết 78 cây này không. Thì biết là xếp 100 cây, còn nếu mà xe Thanh Hóa thì kể ra cũng gần đây. Xếp xe tải Bắc Nam thì không đắt. Xếp xe 7 tấn, 8 tấn này là...